Đây mua ngoài chợ chứ. Bảo mua ngoài chợ đúng không? Không, ở đây làm đấy. Này, bạn giúp tay. Đây. Anh này là gì? Xoáy ca. Xoáy ca. Cũng anh như quên quên cái năm 2014 này mà cái cảm ơn. Cái trò lung linh này. Đây là những người tính của các giải. Em biệt nhưng mà nhìn anh ngoài đây phải để anh nhung. Thôi thì thay mặt ba con nhân bản thì cảm ơn anh. Ok, hello chào các bạn. Hôm nay có sự tới thăm của ca sĩ Lê Bảo Vinh các bạn. Hôm nay đây là trang trại này tên là gì anh nhỉ? Bản Kapingala em ạ. Kapingala. Kapingala. Đây là bác trưởng thôn. Đây trưởng thôn đây. Mùa khô em nên là đang khó, làm cái gì khó cả. Chỗ này ngay trước là cái chúa nhưng mà anh cho phá đi, nó tan này, nó nhưng mà cái đợt thu hoạch rồi. Cái này chuẩn bị đất để mà làm ngô em, làm ngô, làm rau màu gì đấy. Còn đến nay thì hành đấy. Cái này đang trồng hành này, chuẩn bị thu rồi. Cái này hành củ rồi. Cũng gần thu được đấy em. Thu được đấy. Bữa nay bắt đầu khô rồi, bắt đầu khô lá rồi. Củ to lắm. Quá có nhiều mấy củ đó thì nấu rồi. Ở đây, ở đây. Hành. Ô, phải đâu? Chưa. Đây, củ to ấy. Củ to phết đấy. Bao giờ thu hoạch được anh? Cái này anh chắc có trong tháng này hoặc tháng 6 anh cho thu hoạch thôi. Bây giờ nhổ lên cho khán giả xem này. Con củ nào to không? Thế nào? To này. Nó nhổ lên. Đây mua ngoài chợ chứ. Cái thảo mua ngoài chợ đúng không? Không, ở đây làm mà. Lấy. Này, bạn giúp một tay. Bạn giúp một tay. Này. Bạn làm mang vào đây trồng trước. 1, 2, đấy. To hề, được đấy. To đấy. Anh nhá này. Đây cho mẹ vô lôi nhá. Về cho mẹ nhá. Lôi cầm mẹ. To mà. Đợt này. Về cho mẹ. Đây. Thành to đấy. Đấy. Đợt này anh nhân bội thu rồi. Nha. Còn lôi cầm mẹ đấy. Đem đi bán được giá đấy. Nhiều quá. To này nếu mà lúc đắt 500 đồng thì đấy. Cái đợt mà mình đang nấu ăn này, mình đi mua ra chợ mua là bây giờ ngoài chợ là 500 là 3 hay 4 củ này thôi. Có đắt không? Để thời gian sau, cái thời gian đúng cái dịp đắt là đàn như này đắt. To nhỉ. Cái đợt mình nấu ăn bạn nhớ không? Xong. Đợt này đắt. Mua là 500 nếu mà mua củ như vậy 500. Bây giờ tạm thời đừng thu vội anh ạ. Để ra thêm tí nữa nhỉ? Phải để ra thêm tí nữa. Cái này mình để ra thêm tí nữa là mình để được lâu. Sợ mình để được lâu. Không, cái này không thối được. Loài này nóng rồi. Còn loài thối. Thu xong cắt hết dòng anh để anh giải trong nền nhà ok. Không có hai loài giống bạn ạ. Có loài thì nó hỏng nhưng có loài nó hỏng. Nó tròn luôn. Cái này dài nhá. Nó phải cho mẻ nhá. Không có gì đâu. Bạn nhìn đây. Không ca ca này củ to không? Nhiều lắm, củ to lắm. Mày lắp lại không á? Hôm qua đang ngoài em nhổ về đúng không? Cả vườn luôn, bây giờ thì em đi chỗ nào nhổ lên không về à? Nhổ anh lấy mình không làm. Làm tí hoa quả ấy. Giờ biết thảo cái này ăn là thảo ra để bỏ hết bụng cái đúng không? Làm tí hoa quả. Nhó. Đi nhó đấy. Đưa đốt quả đi. Đấy đấy, anh lấy một bình tí kia. Cà chua. Đấy. Anh này là gì? Xoáy ca. Xoáy ca. Cũng anh như quen cái năm 2014 này mà cái đúng rồi. Anh nghề à? Anh nghề gì mang khe mua mình? Hay đấy. Nào ăn hay lắm. Các em ăn cũng nghe hó quá. Hó quá nghề à? Vẫn hay hó đấy. Trước cái bài gì mới ra này. Anh ngồi xe anh suốt ngày cứ người ấy mà nó cho. Cái gì đấy? À ok. À phải. Vô phải là cô muốn thế ấy mà à thì tao mà cantora ấy nó mi Lê Bảo Bình mẹ mu ta sạch về nu music cả đấy rồi mẹ mu cantora ta mày ní mà que eu não sei duplicar como de português porque essa língua nós também não fala muito é mesmo muito gente gosta muito mesmo agora sai no Vietnã vem visita nós tudo né mesmo nós família lá no lado Longole depois Limonde que agora e fini aqui e agora vem visitar nossa família aí agora gira ver pouco aqui mesmo bên kia không phải bản mình bản khác e hoje vem trouxe alguma coisa para no nossa família anh Hùng nói vậy thôi em giảng môn nghệ sĩ đấy ở Việt Nam tháng đây là anh cũng bảo là tí các anh em đi tham quan xong rồi là có một chút quà gửi cho bà con các thứ rồi đúng không? Rồi anh nói như vậy với bác rồi kiểu đấy. Bác tập trung cho bà con thôi. Thôi thì tí chúc bác là có sức khỏe rồi là dìu dắt bà con để có cuộc sống tốt hơn. É falar pai que boa e boa saúde né boa força né depois e tipo pai assinar de família como com nosso aqui assinar fazer com a coisa tá bom para saúde para no e família e não de fica mais boa é mesmo assim bà con nghĩ đâu thì anh em năm nay thì mua khô nên là chỉ làm được chừng này hành thôi, nói chung là chỉ cũng chưa làm được cái gì nhiều cả. Thì, sau mùa mưa này thì mới làm được nhiều hơn. Vâng. Đấy, bởi là cái thôi thì theo mùa mình em nhân lực thì có nhưng mà kiểu cái thời tiết đó nó không cho phép mình để làm được nhiều thứ á. Vâng. Nhưng mà cũng nghiên cứu được mùa này kiểu gì chả có loại cây khác để thu hoạch theo mùa này nhỉ? Kiểu nó cũng khó em ạ. Bởi này bên này nếu mà mùa khô thì nó lành á. Trồng cái gì lấy nồng rụt lại á, nó không phát triển được. Thử trồng rồi mà thấy nó không khả quan lắm, giống như vừa rồi anh em làm lúa đó. Thì thấy nó không mọc được, nó không phát triển được. Thì năm sau thì cứ trồng hành thôi. Cái mùa khô này là cứ trồng hành thôi. Trồng hành về bắp cải thì con có thể là thu hoạch được. Thêm một ít cà chua nữa. Trồng sắn lâu em ạ. Thì thời gian thu hoạch nó khoảng 2 năm ấy, 2 năm ấy. Cái sắn bên Anh gọi giống như Việt Nam mình, giống Việt Nam mình là có loài nó 6 tháng chẳng hạn là có thu hoạch rồi. Nhưng mà bên này thì kiểu lâu ấy, giống nó không có kiểu cả cái F1. Em tưởng thừa đất thì mình cứ cho một khu nào đấy. Nhưng mà kiểu như lúc như vậy thì lại nó giám đất ý. Nó giám đất. Quê Anh gọi là nó giám đất ý, kiểu là khi nào trồng nó rồi thì lại không trồng được cái gì vào đấy nữa. Cảm ơn Việt Nam. Cháu nào ở bản nào đây? Các cháu này là bản bên cạnh đấy em. Đây là bản bên cạnh. Thầy sẽ đến là bản mình giống như nó nằm ở giữa trung tâm rồi. Không bằng gì. Ngon. Cảm ơn. Đây, ai chưa có? Ai còn đi nha. Anh đi đã nhỉ. Anh nói tiếng đi. Tênh đây. Toma. Thấy là rượu chắc là chạy à? À, mấy người làm chính của mình luôn nhỉ? Ở đấy em ạ, mấy người làm chính của mình đấy thôi. Đây hết rồi. Ôi. Đơn đơn. Mới đến vai được không? Ừ. Đấy, phải. Sai sai sai. Cái cầu Truladu. 246. Có ăn không? Có ăn không? Quay. Đây là ấy à? Ở chỗ khác à? 10 người là gọi là thành viên quản lý chính ấy. À rồi, à rồi, à rồi. Bên một cái à rồi, nó cái rồi nhá. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Ok. Cảm ơn. Okay. Tá bom. Assim, pai, falar com a coisa, sim. Obrigado, pararem. Okay. E meu, nosso familiar. Tá bem. É, muito obrigado, agradecemos muito a nossa família Vietnã, muito obrigado mesmo. Só que não sabemos falar língua vietnã, estamos falando só em português. É, muito obrigado mesmo. Uma vez mais, tá bem, a receber um saco de arroz. Para nós, muito obrigado mesmo. Bolacha para as crianças, muitas coisas que estamos a receber hoje. Muito obrigado. Sim. Bác nói chung là biết ơn người Việt Nam mình đã đến đây. Bà không biết nói tiếng Việt như thế nào, bà chỉ nói tiếng Bô. Thì qua đấy thì cảm ơn là em, những người Việt mình đã đến đây trao những cái phần quà là gạo này, rồi bánh quý, rồi quà cáp cho các cháu thiếu nhi cũng như là đội nông nghiệp thì là gạo em. Rất là cảm ơn em cũng như là toàn bộ người Việt Nam mình. Kiểu như vậy. Ok. Rồi chúc toàn bộ bác với cả bà con ở đây là sức khỏe và công tác tốt, và bác là phải dìu dắt bà con để cho bà con có công việc rồi là cuộc sống tốt hơn nhá. Trồng cây hành lên cây ngô. Trồng cây hành là phải lên cây ngô nhá. Nhá. Boa forte para hoặc là trồng. Ok. Depois pai e com família, com o povo na aldeia, trabalha bem, cultiva bem. Todos saem mesmo bem, sai muito comida mais e falta mais. Depois ganhar dinheiro aí. Tá bem. Sim. Valeu bem, já. Nosso agora vai rombo. Vamos trabalhar mais com força para ganhar mesmo. Isso é pouco, mas vamos pedir mais força para trabalhar muito mesmo, para sair muita comida, que o nosso povo daqui vai ficar bem alegre. Sim, vamos trabalhar com força. Sim. Trồng không có ăn. Cố gắng là trồng cây hành là lên cây ngô. Tá bem. Sim. Foi já vai a casa já. Tá bem. Hoje comeram já. Ok. Muito obrigado. Ok. Đây mình đây nhá. Chuyến tham quan này là cũng đã xong rồi. Ngày mai là sẽ có những săn quân lồi ruồng, trải nghiệm thực tế. Trải nghiệm thực tế. Hôm nay là chỉ đi tham quan và là có một chút quà tặng đến bà con thôi, nhưng ngày mai là phải đi làm, đi cày. Gọi là thực tế đấy, đi thực tế luôn. Với người dân. Đúng rồi. Phụ trách bản đấy. Đây. Phụ trách bản vào nói một câu đấy. David Thảo. David và Mr. Thảo Soái Ca. Đấy rồi đấy. Anh Bình đến đây. Thảo Soái Ca đấy. Em trên này em Bình đến đây tham quan chỗ anh quản lý đấy, làm việc dẫn dắt người dân. Đây là giới thiệu với anh Thảo. Khi gặp anh Bình ngoài đời thực đấy, anh có biết ca sĩ Lê Bảo Bình không? Cái nắm anh với 14 với thầy cái anh mới đun mua cả bay nhớ. Đúng rồi, nhớ đấy. Đó, tính là lớn rồi đấy. Em không biết nhưng mà nhìn anh ngoài đời phải để anh nhiều. Thôi thì thay mặt ba con nhân bản thì cảm ơn anh. Thôi thì hôm nay anh Thảo thì cũng ăn hơi nhiều nghệ. Hơi vào một tí mọi người cũng thông cảm. Gây hại đấy, gây hại. Rồi, cảm ơn bà con nhá. Cảm ơn mọi người nhá. Chào tất cả mọi người nhá.